Chào tất cả anh em nhé. Nay tôi sẽ giới thiệu anh em một cái phần mềm công nghệ 8.0 mới nhất trong năm 2020. Đấy, thì đó là gì? Đó chính là cái phần mềm chỉnh sửa nội dung tin nhắn ở trên điện thoại anh em nhé. Phần mềm này anh em có thể cài đặt vào tất cả các dòng điện thoại như iPhone này, Samsung, Oppo, Huawei, anh em đều có thể cài đặt được nhé. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ vào test trực tiếp cho anh em. Thì ở trên màn hình đây à, tôi đã chuẩn bị sẵn hai chiếc điện thoại anh em nhé. Thì đấy, tôi nói luôn là chủ dùng máy nào anh em đều có thể cài đặt được, anh em đều có thể chơi được anh em nhé. Thì trước khi test tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy dây lên này để đảm bảo với anh em trong quá trình quay video là video không bị thay đổi, không bị cắt ghép anh em nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ nhắn một số nội dung lô sang cái máy iPhone này anh em nhé. Đấy, tôi sẽ nhắn một vài nội dung sang cái máy iPhone này đây anh em nhé. Đây, tôi sẽ mở ra cho anh xem này, lô 2233 anh em nhé. Đây anh em nhìn tin nhắn cuối cùng này. Bây giờ tôi sẽ sửa thành một con lô khác anh em nhé. Đây. Đây anh em nhé, tôi sẽ sửa thành lô 2256. Đấy, thì đấy là chủ dùng iPhone. Thế còn chủ dùng Samsung thì sao ấy? Rất nhiều anh em thắc mắc cái câu hỏi đấy. Thì tôi nói luôn là chủ dùng máy nào cũng được. Thì bây giờ tôi lại tiếp tục, tôi sẽ nhắn một vài nội dung lô đề sang cái máy Samsung này anh em nhé. Đấy. Đây anh em nhé, đấy, máy đã nhận được tin nhắn này. Tôi sẽ mở ra anh em nhé. Đây anh em nhé, lô 112233 đấy. Thông thường khi anh em nhận được tin nhắn thì chủ sẽ ok lại này. Bây tôi sẽ ok lại. Rồi tôi để một vài phút sau tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em nhé. Đây anh em nhìn này, tôi sẽ bấm ok lại. Đây ok lại. Đấy anh em nhé, đấy thì tôi đã ok lại rồi. Bây giờ tôi sẽ để chiếc máy này ở đây và tôi sẽ đợi một vài phút sau rồi tôi sẽ chỉnh sửa lại cho anh em nhé. Để đảm bảo với anh em là khi tôi chỉnh sửa thì cái máy chủ lô nó sẽ không sáng màn hình anh em nhé, không hiện lên chuông, không hiện lên thông báo gì cả. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu thì anh em cứ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 0916541444 anh em nhé. Đấy, mình sẽ tư vấn cụ thể hơn cho anh em. Khi anh em mua hàng anh em lưu ý là nhà mình dùng duy nhất một số điện thoại này anh em nhé. Anh em gọi đúng số điện thoại. Đấy mà nói luôn với anh em á. Nói luôn với anh em á là cái phần mềm này chỉ độc quyền nhà mình mới làm được anh em nhé. Đấy, khi anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể qua trực tiếp. Nếu như anh em ở miền Bắc thì anh em có thể qua bến xe Mỹ Đình. Còn những anh em ở miền Nam á thì anh em có thể qua bến xe miền Đông anh em nhé. Anh em đến trực tiếp cơ sở nhà mình anh em test hàng, anh em cài đặt phần mềm anh em nhé. Đấy thì bây giờ mình sẽ đợi thời gian đến 3 phút rồi mình sẽ chỉnh sửa lại. Đấy, những anh em nào mà đang thua tha, đang nợ lần, anh em xem được clip này thì anh em cứ gọi trực tiếp cho mình. Đấy, mình sẽ hỗ trợ anh em vào bảo an toàn anh em nhé. Đấy, thời gian bây giờ đã trôi qua 3 phút anh em nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại nội dung tin nhắn anh em nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ chỉnh sửa thành... mình sẽ chỉnh sửa con 33 thành con 55 anh em nhé. Đấy, mình sẽ chỉ chỉnh sửa một con trong cái dàn lô ấy thôi. Lúc trước là mình đánh 112233. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa con 33 thành con 55 này nhé. Anh em chú ý là khi mình chỉnh sửa này máy chủ lô sẽ không thông báo, không sáng màn hình anh em nhé. Rồi mình đã chỉnh sửa xong anh em nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ mở máy chủ lô ra để cho anh em kiểm tra anh em nhé. Đây máy này hoàn toàn không có thông báo này, không sáng màn hình anh em, không có tin nhắn đến. Đấy, không có một tang tích gì cả. Hay mình sẽ mở ra. Đây anh em nhìn này. Đấy, lúc trước là mình đánh. Đây mình sẽ quay anh em nhìn kỹ hơn này. Đấy, lúc trước là mình đánh lô 112233 anh em nhé. Thời gian là 12:04. Thì bây giờ mình đã chỉnh sửa thành lô 112255 anh em nhé. Mình đã chỉnh sửa con 33 thành con 55 này. Anh em chú ý này, cái mốc thời gian nó vẫn giữ nguyên nhé. Nếu mà mốc thời gian nó thay đổi thì nó sẽ nhảy xuống bên dưới chỗ ok này. Đấy. Anh em đã thấy được cái sự hiệu quả của phần mềm này rồi. Anh em nào mà có nhu cầu anh em cứ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 0916541444 anh em nhé. Đấy, còn những anh em mà ở nước ngoài hay ở xa, anh em không đến cài đặt phần mềm thì anh em có thể gọi điện cho mình. Mình sẽ cài đặt từ xa cho anh em nhé. Sau đó mình sẽ gửi video cách chơi cho anh em chơi.
Đấy, thì anh em nào mà xem được video này thì anh em cứ gọi điện trực tiếp cho mình sẽ tư vấn cho anh em. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây.